mình đi đứng thử chỗ này tìm sóc đi. Vườn đi đi. Con bỏ mũ ra. À, con đội mũ ngược ra đằng sau. Quay ngược ra sau thế cho nhìn thấy mặt thế. Đúng rồi. Bố con mình đi xem con sóc nào nhá. Đi ra bên này con này, ra bên này cho rộng. Đấy, bố đi sau đấy.